tiếng nổ vang lên ở Rostov và Kursk của Nga. Đức bắt đầu sản xuất pháo tự hành RCH-155 cho Ukraine. Tướng Mỹ, quân đội Nga không phải là tổ chức có hiểu biết. Chuyên gia nêu 8 lý do dẫn đến chiến thắng của Ukraine trong năm nay. Tín hiệu đáng sợ với chính quyền Trung Quốc. Tiếp tục tới phong trào pháo hoa bùng nổ. Chứng tử viết, chết vì Covid-19 bị cấm Trung Quốc xuất hiện những lễ tam đầu cơ. Người dân địa phương và các nhân chứng đã nghe thấy các tiếng nổ vào ngày 3 tháng 1 tại các thành phố Rostov-on-Don và Kursk của Nga. Cư dân địa phương đã công bố các bức ảnh và video cho thấy các vụ nổ ở các thành phố của Nga. Có thể thấy những tia sáng lóe lên trên bầu trời và âm thanh của những vụ nổ. Petro Andriushenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol cũng chia sẻ một đoạn video về các vụ nổ ở Rostov. Ông tuyên bố rằng, cư dân của Rostov đã bắt đầu thảo luận về hệ thống phòng không đang hoạt động. Sau đó, thống đốc vùng Rostov, Vashin Golubev, đã lên tiếng. Tình hình ở vùng Rostov vẫn ổn định và trong tầm kiểm soát. Tôi yêu cầu tất cả người dân bình tĩnh và không hoảng sợ liên quan đến các vụ nổ nhà kho và các cơ sở quân sự khác trên lãnh thổ của Nga. Chính quyền Moscow cố gắng không bình luận về những thất bại của quân đội của họ và ủy quyền bình luận cho Bộ Quốc phòng Nga. Do đó, thông tin về các vụ nổ trên lãnh thổ Nga chỉ được lan truyền bởi các nhân chứng hoặc các phương tiện thông tin đại chúng địa phương. Cũng là một thông tin liên quan tới cuộc chiến. Đức đã bắt đầu sản xuất pháo tự hành ACS-RCH-155 cho lực lượng vũ trang Ukraine. Cố vấn của công ty Grammar Nicholas Ramon, thông báo điều này trên Twitter vào cuối tuần qua. Mô tả về pháo tự hành RCH-155, ông Ramon cho biết, nó có thể cho phép bạn khai hỏa ngay khi ở góc 90 độ. Nó thậm chí có thể thực hiện điều đó ở độ dốc lên tới 10 độ. Trước đó vào ngày 17 tháng 9, đại sứ Ukraine tại Đức Andriy Melnik đã công bố một hợp đồng mà theo đó công ty Grammar sẽ cung cấp 18 khẩu lựu pháo cho Kyiv. Giá trị đơn hàng là 216 triệu euro. Khi đó, ấn phẩm đã viết rằng RCH-155 sẽ được chuyển giao không quá 30 tháng sau khi ký kết hợp đồng, tức là vào năm 2025. Nhà sản xuất không muốn bắt tay vào sản xuất trước khi được sự đồng ý của chính phủ. Theo nhà sản xuất, RCH-155 là pháo tự hành đặt trên khung gầm của xe bánh lốp. Nó có một khẩu pháo L-52 với tầm bắn lên tới 54 km, với đạn VLAP có độ chính xác cao, tốc độ bắn là 9 viên mỗi phút. Động cơ mạnh mẽ cho phép chiếc xe nặng 39 tấn, tăng tốc lên đến 100 km h và bảo đảm quãng đường đi được trong một lần nạp nhiên liệu lên tới 700 km. Chuyển sang một thông tin khác. Theo ông Ben -Hogis, một cựu chỉ huy quân đội Hoa Kỳ, quân đội Nga không có văn hóa để học hỏi từ những sai lầm. Trung tướng đã nghỉ hưu Ben Huggies ngày 3 tháng 1 đã viết trên Twitter rằng ông chắc chắn Ukraine sẽ chiến thắng trong cuộc chiến vì quân đội Nga không phải là một tổ chức hiểu biết. Ông cho rằng quân đội Nga không bảo đảm kỷ luật chiến trường và bảo vệ lực lượng trong khu vực chiến đấu sau 10 tháng chiến tranh. Điều này cho thấy việc thiếu lãnh đạo hiệu quả và văn hóa học hỏi từ những sai lầm. Tiến sĩ Marina Miran thuộc Trung tâm Đạo đức Quân sự tại Đại học King's College London Nói với Newsweek rằng Nga đang phải đối mặt với một vấn đề mà tất cả các quân đội có cấu trúc thứ bậc, cứng nhắc sẽ phải đối mặt. Chuyên gia Miriam lập luận rằng, Moscow phải thích ứng nhanh hơn với sự kháng cự mà phải đối mặt ở Ukraine. Điều này chắc chắn sẽ mất thời gian và đặc biệt khó khăn ở Ukraine. Chuyển sang một nội dung phân tích có liên quan tới cuộc chiến. Trong năm 2023, người Ukraine có một số lý do mạnh mẽ để lạc quan. Mặc dù cuộc chiến với Nga còn lâu mới kết thúc, Điều này đã được ông Brian Mefford, một chuyên gia của Trung tâm Phân tích Atlantic Council ở Washington tuyên bố. Theo ý kiến của ông, trong 10 tháng xâm lược của Nga, các xu hướng đã trở nên rõ ràng để dẫn đến chiến thắng của Ukraine trong tương lai. Đồng thời, ông Mefford nêu 8 yếu tố chính sẽ có ảnh hưởng quyết định đến cuộc chiến trong năm mới. 1. Huấn luyện quân sự của Ukraine Những tháng đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện cho thấy quân đội Ukraine đã đi một chặng đường dài kể từ thất bại năm 2014. Và ngày nay, quân đội Ukraine đã đạt được hoặc thậm chí vượt qua các tiêu chuẩn của NATO về trình độ huấn luyện. Vị chuyên gia cho rằng, sự vượt trội của người Nga về nhân lực và thiết bị không mang lại lợi thế cho họ trước những người lính Ukraine có trình độ và năng động hơn. 2. Sự kiên cường của người Ukraine Người dân Ukraine đã thể hiện quyết tâm chiến đấu bất chấp pháo kích, chiếm đóng, mất điện và tội ác chiến tranh của Nga. Tờ Medford, cả thế giới đã sửng sốt và ấn tượng trước sức mạnh phi thường và lòng dũng cảm mà người dân Ukraine đã thể hiện trong năm 2022. Trong khi đó, Nga đã bị bất ngờ. 3. Đồng minh Anh-Mỹ Chuyên gia lưu ý, Ukraine đã may mắn nhận được sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Những quốc gia có vũ khí, có trí thông minh và các loại hỗ trợ khác đã giúp tiêu diệt một phần đáng kể quân đội Nga. 4. Tình đoàn kết của người Ba Lan Bất chấp kinh nghiệm lịch sử phức tạp về quan hệ giữa hai dân tộc, giờ đây mối quan hệ giữa người Ukraine và người Ba Lan bền chặt hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là việc Ba Lan tiếp nhận người tị nạn Ukraine, mà còn là hỗ trợ quân sự, huấn luyện binh lính và hỗ trợ ngoại giao. 5. Sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ Theo Medford, quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến này vẫn còn chỗ để thảo luận, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Viện trợ của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm qua là một món quà to lớn dành cho Ukraine. Chuyên gia này đề cập đến việc Ankara cung cấp UAV, đóng cửa e biển Bosphorus đối với hạm đội của Nga và hỗ trợ ngoại giao trong thỏa thuận ngũ cốc. 6. Châu Âu thống nhất Nỗ lực chia rẽ người châu Âu của Điện Kremlin với sự trợ giúp của vũ khí năng lượng đã thất bại. EU trở nên mạnh mẽ hơn khi Nga xâm lăng Ukraine. Các quốc gia trung lập trước đây như Thụy Điển và Phần Lan đã quyết định gia nhập NATO, tổ chức này cũng trở nên mạnh mẽ hơn. 7. Sự ngạo mạn đế quốc của Nga Cuộc xâm lược Ukraine đã phá bỏ huyền thoại về sức mạnh quân sự của Nga, phơi bày một thực tế khó coi. Ngoài ra, Điện Kremlin đã bị rơi vào sự cô lập quốc tế lớn nhất kể từ cuộc đảo chính Bolshevik năm 1917. 8. Vai vâng trò thủ lĩnh của Tổng thống Zelensky Ông cho rằng, Bản lĩnh của Tổng thống Ukraine trong điều kiện bị Nga xâm lược là sự ngạc nhiên lớn nhất đối với thế giới. Theo chuyên gia này, nếu ông Zelensky quyết định chuyển đến Lviv, thành phố ở phía Tây của đất nước hoặc thậm chí là rời khỏi Ukraine và thậm chí là thành lập một chính phủ lưu vong, điều này sẽ làm tăng đáng kể khả năng Kyiv bị sụp đổ. Quyết định của ông ở lại thủ đô là một trong những bước ngoặt của cuộc chiến. Chuyển sang thông tin về Trung Quốc vào đêm giao thừa ngày 31 tháng 12 năm 2022, một cảnh tượng khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa đã xuất hiện tại quảng trường Tân Nhai Khẩu ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Một số lượng lớn người dân đã vượt qua hàng rào và tập trung bên bức tượng của Tôn Trung Sơn, cựu tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Sau khi tặng hoa, họ còn thả bóng bay trên tay mong muốn thế giới bên ngoài kết nối với phong trào giấy trắng trước đây ở Trung Quốc. Theo các báo cáo, hàng chục nghìn người đã vượt qua sự ngăn cản của cảnh sát sự sì kiện lần này có ý nghĩa rằng người dân Trung Quốc khao khát tự do và dân chủ. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, một cư dân mạng Twitter đã đăng lại một đoạn video nói rằng Hóa ra quảng trường Tân Nhai Khẩu ở Nam Kinh có chuyện như thế này. Ban đầu cảnh sát đã chặn đám đông và ngăn họ tiến vào nơi đặt bức tượng Tôn Trung Sơn. Nhưng đám đông đã xông vào và đột phá phong tỏa của cảnh sát để đến dân hoa. Cuối cùng, biển người đã nhấn chìm cảnh sát. Kể từ sau cách mạng giấy trắng, đã có nhiều hiện tượng không tuân thủ các quy định của cảnh sát ở nhiều nơi. Đó là biểu hiện của sự suy yếu quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một cư dân mạng khác cho biết trong một tweet. Có một đêm giao thừa chính trị ở Nam Kinh, và người dân đổ xô đến tượng của ông Tôn Trung Sơn. Trung Hoa dân quốc là niềm khao khát của người dân, sự thật này rất rõ ràng. Dối trá không thể vĩnh viễn che đậy sự thật và tẩy não, vĩnh viễn không thể đánh lừa người dân. Lòng dân muốn hướng đến điều gì, không ai có thể cản nổi. Ừ, 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 The Vision Times, nhiều cư dân mạng xúc động nói rằng, trước đây không thể tưởng tượng sẽ có kiểu đối lập tập thể với chính quyền như thế này. Trong ấn tượng của tôi, nó dường như bắt đầu từ các cuộc phản đối tập thể của cuộc cách mạng giấy trắng trong hai tháng qua, bao gồm cả cuộc phản đối của anh trai siêu nhân Trùng Khánh. Bắt đầu từ cơ sở, dần dần không phục tùng, sau đó bằng chiến thuật cắt lát salami lần lần từng bước chống lại sự xâm phạm của đảng cộng sản trung quốc đây là một bước tiến bộ lớn của người dân trung quốc trong hai năm qua vào đêm giao thừa khi đảng cộng sản trung quốc cấm người dân đốt pháo người dân thường vẫn xuống đường đốt pháo hoa một cách tự phát hơn nữa nhiều nơi trên khắp cả nước đều có tình trạng này có thể thấy người dân trong bức tường không còn tin tưởng và nghe theo chính quyền lưu manh và đã bắt đầu không coi trọng chính quyền nữa đây cũng là một cách phản đối hơn nữa nó không có tổ chức mà hoàn toàn đã tự phát theo tư liệu lịch sử vào cuối thế kỷ 19 sau công nguyên nhà thanh suy yếu loạn trong giặc ngoài nhân dân khổ không kể xiết tôn trung sơn cảm thấy sâu sắc rằng cải cách không còn hy vọng vì vậy để cứu nước ông đã thành lập tổ chức cách mạng cận đại đầu tiên của trung quốc hưng trung hội vào năm 1894 và bắt đầu hành trình cách mạng cuối cùng vào năm 1911 ông đã thành lập nước Cộng hòa Dân chủ đầu tiên ở châu Á, Trung Hoa Dân Quốc, và nhậm chức Tổng thống tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô vào ngày 5 tháng 5 năm 1921. Sau khi Tôn Trung Sơn qua đời, tưởng giới thạch kế vị và tiếp tục sự nghiệp của Tôn Trung Sơn. Năm 1927, ông lãnh đạo Bắc Phạt, một chiến dịch quân sự chống lại chính phủ Bắc Dương và các quân phiệt địa phương để hoàn thành sự nghiệp vĩ đại thống nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm chính quyền vào năm 1949, chính quyền quốc gia đã rút về Đài Loan. Đối mặt với rào cản của biển Đài Loan, Đảng Cộng sản Trung Quốc không dám hành động hấp tấp, vẫn tuyên bố giải phóng Đài Loan. Tưởng giới thạch dự định xây dựng Đài Loan thành một tỉnh kiểu mẫu theo nguyên tắc tam dân, biến đất nước Trung Hoa thành một quốc gia tự do, phồn vinh và hùng mạnh như một kế hoạch chi tiết để xây dựng lại Trung Quốc đại lục. Ở Đài Loan ngày nay, các cuộc bầu cử vẫn được tổ chức bằng trưng cầu dân ý. Theo NTD, Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập năm 1949, từ tam phản, ngũ phản, đại nhảy vọt, cách mạng văn hóa, thảm sát thiên an môn, cho đến nạn thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công. Ít nhất 80 triệu người Trung Quốc đã bị giết dưới sự thống trị của nó. Vì vậy, sau phong trào giấy trắng vào cuối năm 2022, cảnh hàng chục nghìn người chống lại cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc trong giao thừa lần này không khỏi khơi dậy liên tưởng rằng người dân Trung Quốc sẽ nổi dậy lật đổ chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo các video trực tuyến, rất đông người dân đã tập trung bên cạnh tượng Tôn Trung Sơn. Họ cầm hoa và bóng bay, những quả bóng bay nhiều màu sắc lập tức bay lên. Và cảnh tượng này không chỉ giới hạn ở Nam Kinh. Có video trực tuyến cho thấy, rất nhiều người đốt pháo hoa tại quảng trường Xuân Thu ở thành phố Hứa Sương, tỉnh Hà Nam, khiến cảnh sát địa phương phải cảnh giác cao độ và truy bắt người một cách thô bạo. Tuy nhiên, người dân đã kháng cự lại. Một hình ảnh do người dân cung cấp cho thấy, một chiếc xe cảnh sát đã bị đám đông lật nhào. Ngoài ra, một nam thanh niên còn không e sợ đứng lên một chiếc xe cảnh sát để nhảy. Từ các video được đăng trên Internet có thể thấy, vào tối ngày 31 tháng 12 năm ngoái, hàng nghìn người đã tập trung tại quảng trường Xuân Thu để đốt pháo. Thu hút rất đông cảnh sát vũ trang địa phương, cảnh sát mặc thường phục, cán bộ quản lý đô thị túc trực, mang theo bình chữa cháy khi phát hiện có khói lửa lập tức lao ra dập lửa. Theo một cư dân mạng, đã có khoảng 1.000 người đối đầu với hơn 20 cảnh sát vào khoảng 7 giờ tối hôm 31 tháng 12. Khi đó, một người phụ nữ dẫn theo một bé gái đến xem pháo hoa. Khi thấy số pháo hoa bị công an thu giữ, bà bước tới hỏi họ, đây đều là pháo hoa mà họ thu được phải không? Kết quả là một trong những cảnh sát nghe nhầm đã bắt đầu hành động với người phụ nữ. Những cảnh sát khác cũng không nghe rõ và hiểu nhầm nên đã kéo tóc người phụ nữ và cố gắng kéo cô ấy ra khỏi đám đông. Cuối cùng, người phụ nữ đã bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát. Vision Times cho biết, sau khi tin tức được đưa ra, nhiều cư dân mạng cho rằng toàn bộ quá trình này phản ánh đầy đủ trình độ của các cảnh sát cơ sở Trung Quốc và bản chất của bọn thổ phỉ. Cuộc cách mạng giấy trắng đã là một khởi đầu tốt đẹp và cuộc cách mạng phá hoa đã tiếp sức thêm cho nó. Tôi là Hứa Sương. Cuối cùng, tối hôm qua, người dân đã thắng lợi và hoa thắp sáng quảng trường Xuân Thu. Ngoài ra các nơi như Thạch Gia Trang, Vũ Hán, Hợp Phì và những nơi khác, vào đêm giao thừa năm 2023, người dân đã tự phát tập trung tại trung tâm thành phố đón giao thừa và thả bóng bay. Một cư dân mạng đã để lại lời nhắn đùa rằng, bầu không khí này rất giống nhau, hoàn toàn trùng hợp. Một thông tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Số người nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc ngày càng tăng mạnh, nhưng dữ liệu về dịch bệnh do chính quyền nước này công bố ngày càng sai sự thật. Trong tháng 12, chính phủ Trung Quốc nói rằng chỉ có 12 người chết. Một thành viên trong gia đình mất người thân cho hay, bác sĩ đe dọa anh, nghiêm cấm gia đình của anh không được tiết lộ nguyên nhân cái chết là do COVID-19. Một số bác sĩ cũng tiết lộ, khi được yêu cầu cấp giấy chứng tử, họ đã tránh đề cập đến việc bệnh nhân tử vong vì COVID-19. Ngoài ra, do số lượng người chết quá lớn. Người Trung Quốc đã chứng kiến những kẻ đầu cơ dịch vụ tăng lễ chưa từng có tiền lệ. Cư dân mạng Weibo có tên, trèo non nước rồi lại về đã tiết lộ rằng đó là một vụ lừa đảo công khai và bạn đang bị buộc phải hợp tác với kẻ lừa đảo. Mẹ tôi đã chết vì Covid-19 tại một bệnh viện nào đó vào ngày 25 tháng 12. Khi tôi điền vào giấy chứng tử, tôi nói rằng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của mẹ tôi là do biến thể mới của Covid-19. Kết quả, là hai bác sĩ ngay lập tức uy hiếp tôi, nói tôi đừng gây sự. Họ nói rằng chỉ cần giấy chứng tử viết là chết do COVID-19, khi nó phải được bệnh viện xác nhận, sau đó phải báo cáo với Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia ở tỉnh. Họ đe dọa rằng, anh không muốn mẹ anh được hỏa táng sao? Họ nói rằng nguyên nhân cái chết không nên viết là do COVID-19. Điều vô lý này có lẽ đã trở thành một hoạt động nhất quán ở tất cả các bệnh viện trên cả nước. Đã có những dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc đang gây áp lực lên các bác sĩ hoặc nhà tang lễ để cố gắng giảm số liệu về số ca nhiễm và các ca tử vong. Vương Quý Cường, Giám đốc khoa truyền nhiễm Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh cho biết vào ngày 20 tháng 12 rằng Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia đã phân loại rõ ràng chết vì COVID-19 phải là do bị viêm phổi và suy hô hấp. Còn nếu người chết sau khi có kết quả PCR dương tính nhưng mắc các bệnh nền khác như bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim thì không được tính là chết do COVID-19. Tuy nhiên, tờ New York Times đã đưa tin vào ngày 30 tháng 12 rằng các quan chức Trung Quốc đang gây áp lực cho các bác sĩ và nhà tăng lễ nào mà không phân loại các ca tử vong. Bài báo chỉ ra rằng một bác sĩ tại một bệnh viện tư nhân ở Bắc Kinh cho biết ông và các đồng nghiệp của mình gần đây đã tìm thấy một mảnh giấy trên bàn làm việc ở bệnh viện yêu cầu họ cố gắng không viết siêu hấp do COVID-19 là nguyên nhân chính gây tử vong. Các bác sĩ không biết Liệu mảnh giấy đó là có của bệnh viện hay của một quan chức chính phủ? Một nhân viên của một nhà tang lễ lớn ở Thượng Hải nói với tờ Epoch Times rằng COVID-19 không thể được ghi là nguyên nhân gây tử vong do chính phủ cấm. Dịch COVID-19 đã bùng phát như một cơn sóng thần trên khắp Trung Quốc. Số ca nhiễm bệnh và tử vong tăng mạnh. Các lò hỏa táng đã quá tải. Một số lễ hỏa táng phải rời việc hỏa táng đến tháng 2 năm sau. Một nhân viên của một nhà tang lễ lớn ở Thượng Hải nói với tờ Epoch Times rằng COVID-19 không thể được ghi là nguyên nhân gây tử vong do chính phủ cấm. Dịch COVID-19 đã bùng phát như một cơn sóng thần trên khắp Trung Quốc. Số ca nhiễm bệnh và tử vong tăng mạnh. Các lầu hỏa táng đã quá tải. Một số lễ hỏa táng phải rời việc hỏa táng đến tháng 2 năm sau. Một số người đã nhân cơ hội này để kiếm tiền bất chính. Tình trạng đám tang đầu cơ đã xuất hiện ở nhiều nơi. Vào ngày 31 tháng 12, Tin tức cảnh sát Thượng Hải trấn áp những kẻ đầu cơ dịch vụ tăng lễ xuất hiện trên các tìm kiếm nóng. Theo tin tức, những kẻ đầu cơ dịch vụ tăng lễ đã xuất hiện ở quận Từ Hối, Thượng Hải. Những người này đang thông tin về các mối dịch vụ tăng lễ trung gian trên Internet với phí dịch vụ hơn 50% cho mỗi đơn hàng để kiếm lời. Tashina, hàng chục kẻ đầu cơ dịch vụ tăng lễ cũng xuất hiện xung quanh nhà tăng lễ Bảo Hưng ở Hồng Khẩu, Thượng Hải. Những người này bằng hình thức nhảy vào xếp hàng và bằng các phương pháp khác đã bán được nhiều gói dịch vụ tăng lễ với mức giá từ 1.500 đến 2.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 217 đô la Mỹ đến 290 đô la Mỹ. Những ngày qua, nhiều người ở Thượng Hải đã phải dậy từ sáng sớm để đến xếp hàng ở nhà tăng lễ nhưng vẫn không đăng ký được lịch hỏa táng cho người thân. Họ chỉ đạt được lịch hỏa táng khi bỏ ra giá cao là 30.000 nhân dân tệ, tương đương 4.348 đô la Mỹ cho những kẻ đầu cơ cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận chế diễu, Sharp Hope trích dẫn như sau. Trước đây rất khó để có được một vé tàu xe vào mùa du lịch Tết và những kẻ đầu cơ đã xuất hiện. Trong cơn sốt mùa du lịch Tết hiện tại, lại có những kẻ đầu cơ trong ngành tăng lễ. Thời đại thịnh vượng đã như ý muốn của bạn. Từ tin tức này chúng ta có thể biết được tỷ lệ tử vong trong làn sóng dịch này cao như thế nào. Đây không phải là một đòn đánh vào những kẻ đầu cơ, mà là một cái tát vào mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Xin Chiu tại Quảng Châu, rất đông người đã xếp hàng dài trong nhiều ngày. Một số người báo cáo rằng có hàng ngàn người xếp hàng, việc tổ chức tang lễ bị hoãn lại tới hơn một tháng nữa. Tuy nhiên, kể từ tháng 12, chính phủ Trung Quốc chỉ báo cáo vài trường hợp tử vong vì COVID-19. Người dân Trung Quốc đang không ngừng thảo luận về chính sách phòng chống dịch bệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ nói rằng, tôi không phản đối tự do hóa. Điều tôi phản đối là họ đã ra quyết định quá đột ngột theo voa một số người còn nói nếu không có đảng cộng sản trung quốc dịch bệnh đã không kéo dài sang năm thứ ba